Con trẻ có xuất sắc hay không sẽ phụ thuộc vào tính cách này của người mẹ. Mỗi khi bạn nhìn con cũng chính là đang tự nhìn vào chính mình, bạn giáo dục con cũng là tự giáo dục và kiểm tra nhân cách của chính mình. Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Một ngày nọ, có một giáo sư đại học nói về đứa con đang học lớp 3 của anh ấy, cả bố và mẹ đều là tiến sĩ. Vợ của anh vừa mới về nước, nhưng thành tích học tập của con trai anh thì đứng cuối lớp. Anh ấy hỏi một người bạn thân là tại sao lại như thế. Bạn anh trả lời rằng, nguyên nhân chủ yếu là do vợ của anh quá giỏi rồi. Anh ấy còn cho rằng bạn mình đang nói đùa, nghĩ rằng ý bạn muốn nói vợ anh quá bận rộn công việc, bèn vội đáp, không có đâu, ngày nào vợ tôi cũng giúp thằng bé làm bài tập mà. Chỉ là mỗi lần không đến 5 phút thì đã nổi nóng, mắng thằng bé, sao con lại ngốc thế hả? Người bạn liền nói với anh ấy, đó, anh thấy chưa, vấn đề là ở đây, mẹ của thằng bé quá thông minh rồi, thằng bé còn nhỏ vậy làm sao thông minh được như mẹ nó chứ? Bởi vì khi còn nhỏ, đứa trẻ sẽ dựa dẫm vào mẹ theo bản năng, vì vậy tính cách, lời nói và hành vi của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến trẻ cả đời. Vậy làm thế nào mới có thể làm cho thói quen và tính cách của trẻ không phát triển theo thói xấu của mẹ và thừa hưởng được những ưu điểm của mẹ? Phương pháp tốt nhất chính là người mẹ phải thu bớt tài năng của mình lại trước mặt trẻ, trở thành một người mẹ thật sự. Nếu bạn hy vọng sau này con có thể giỏi hơn mình, vậy thì dù là một người mẹ giỏi giang như thế nào thì cũng hãy tỏ ra không biết, ngốc một chút. Thể hiện mình dịu dàng nhẹ nhàng một chút, như vậy thì con trẻ sẽ có cảm giác thành tựu và cảm thấy mình hiểu biết, thông minh và nhanh nhẹn hơn mẹ. Trước mặt con trẻ, người mẹ không phải đang trên bàn đàm phán, không cần phải dùng ánh mắt phê bình, đấu tranh và yêu cầu sự hoàn hảo để nhìn con. Sự tổn thương do thái độ ép buộc, lời nói đanh thép, chua ngoa, hành vi kiểm soát mọi thứ và những phán đoán chủ quan của người mẹ ảnh hưởng quá lớn đối với sự tự tôn và tự tin của con trẻ trong việc giáo dục trẻ.